Siêu phẩm máy băm cỏ 5TA, băm nhỏ nguyên liệu tính bằng giây. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Đây là những nguyên liệu được chuẩn bị ngày hôm nay. Và chỉ sau một vài giây, chúng đã được băm nhỏ, có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay hoặc đem đi ủ chua để trở thành nguồn thức ăn dự trữ lâu dài cho vật nuôi. Vâng, nếu bà con đang tìm kiếm một dòng sản phẩm có thể băm siêu nhanh, siêu nhỏ các loại nguyên liệu chỉ với một vài giây, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xin giới thiệu tới bà con siêu phẩm máy băm cỏ 5TA. Chăm nghe không thẳng một thấy, vậy thì ngay bây giờ xin mời bà con hãy ở lại cùng với Ngọc Nga để cùng tìm hiểu sự ưu việt của dòng máy này. Xin mời! Máy băm cỏ 5TA là một trong những dòng sản phẩm ưu việt thuộc dòng máy chế biến thức ăn chăn nuôi do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội trực tiếp chế tạo và sản xuất. Máy có thể băm siêu nhanh, siêu nhỏ các loại nguyên liệu như cỏ voi, thân cây sắn, ngọn mía chỉ mất vài giây. Và ở trong video ngày hôm nay, kỹ thuật viên có chuẩn bị nguyên liệu cỏ voi để chạy thử với máy. Với phương châm chất lượng hơn số lượng, các loại máy móc của công ty Bình Minh đều được trải qua các khâu kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước khi đến tay bà con, nhằm mang đến sự phục vụ tốt nhất, hài lòng nhất cho bà con. Máy được thiết kế chắc chắn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Máy được làm bằng chất liệu tôn dày, đem lại tuổi thọ cao và bền bỉ cho máy. Thiết kế máy nhỏ gọn, chiều dài 112cm, chiều rộng 48cm, chiều cao 87cm. Toa nạp có kích thước chiều rộng 40cm, chiều dài 60cm, có thể đưa được 8 cây cỏ voi có đường kính từ 1 đến 2cm vào buồng nguyên liệu để băm cùng một lúc. Máy băm cỏ 5TA được lắp đặt động cơ 3kW, sử dụng nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với tất cả các hộ nông dân. Tốc độ vòng quay của motor là 1.450 vòng trên 1 phút, cho năng suất lên tới 500kg trên 1 giờ. Và một ưu điểm siêu việt của dòng máy đó là bà con có thể điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của lô quấn chỉ bằng thao tác điều chỉnh thanh gạt cực kỳ đơn giản. Thanh gạt ban đầu ở nấc mo, quả lô không hoạt động. Nếu bà con muốn điều chỉnh lô quấn nguyên liệu chậm, chỉ cần gạt thanh gạt sang phía tay phải. Và nếu muốn điều chỉnh lô quấn tốc nhanh thì gạt sang phía bên tay trái. Bà con lưu ý, trong lúc điều chỉnh tốc độ lô quấn, cần phải cho dừng máy rồi mới điều chỉnh. Với hệ thống dao siêu khỏe, mọi nguyên liệu được đưa vào toa nạp đều được băm nhỏ chỉ sau vài giây. Và để cho bà con có thể hiểu rõ ràng hơn về máy 5TA, nhân viên kỹ thuật sẽ mở buồng làm việc của máy. Buồng băm nguyên liệu của máy được trang bị 4 dao băm to đối xứng, giúp tối ưu năng suất khi băm nhỏ các loại nguyên liệu. Dao làm bằng thép dày dặn, có độ dày lên tới 5 ly. Dao có chiều dài 22cm và chiều rộng 7cm, giúp băm nhỏ nguyên liệu một cách nhanh chóng. Cùng với hệ thống lô quấn, sẽ giúp kéo nguyên liệu từ cửa xả vào buồng băm một cách nhanh chóng. Bà con chỉ cần để nguyên liệu vào toa nạp, lô quấn sẽ tự động kéo nguyên liệu vào buồng băm, đồng thời giúp làm dập nguyên liệu. Và đây là nguyên liệu cỏ voi đã được băm nhỏ một cách nhanh chóng nhờ chiếc máy băm cỏ 5TA. Với thành phẩm này, bà con có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay. Vâng, và vừa rồi Ngọc Nga đã giới thiệu cho bà con những tính năng ưu việt của dòng sản phẩm máy băm cỏ 5TA. Vậy bà con còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấc điện thoại lên để sở hữu ngay cho mình một sản phẩm tiện ích giúp đỡ bà con trong quá trình chăn nuôi? Và thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn không ngừng cố gắng phát triển để mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Trực tiếp thay lời cảm ơn gửi đến bà con trong suốt quá trình đồng hành phát triển cùng công ty. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.